rồi chốn ăn chốn vui lạ mặt người cho bỏ gian lao ngần ngày phép xong chơi số phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao đi lính xa đánh giặc từng giờ viết trăm lá thư để hôm nay đời chỉ có ta thôi tình yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi kín vài sương tóc lên đường ngồi đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm này đời đã bao đêm từ khi chiến đấu ngồi vì anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi vâng, xin được mến chào tất cả các bác. Lại tiếp tục test nhanh những cái dòng lọc hàng xịn của anh các bác nhé. Model EQ 31G size 1U chạy mono đơn các bác nhé. Đôi này thì được test cho hai bác ở trong Bình Dương. Có liên hệ qua Zalo trực tiếp cũng đã gửi ảnh. Đây là một đôi các bác nhé. Em đã đánh số này 33 này. Cái này thì em cũng vừa test xong cũng chưa kịp đánh số. Thì với dòng lọc hàng xuất châu Âu này, hàng của anh này thì chạy mono là 31 cần các bác nhé. Một tầng là 31 cần nhé. Tổng là 20, nếu mà chạy Sitel là 62 cần các bác nhé. Có chế độ tăng bắt test riêng. Đấy, như các bác được em test cụ thể đấy ạ. Đó, đây các bác giảm chết nhé. Tiếng lên rất là hay các bác nha. Tiếng thứ nhất đó là sạch này, hài rất là chi tiết, giải chép lên rất là mịn. Và đây là chế độ cắt giải bát các bác nhé, cắt nhanh. Các bác cũng có thể để mức độ như vậy như em chỉnh rồi về, các bác chỉ việc tăng chép hoặc tăng bát đấy thôi, rất là nhanh gọn. Ở đây có chế độ cộng trừ 6, cộng trừ 12 này. Đó, đây là nội thất là bên trong các bác nhé. Các bác nhìn hàng xịn nó chất lượng như nào. Nói chung là hàng này rất là hiếm. Đó, xuất UK nha, hàng xuất châu Âu luôn các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 8 IC, chạy 8 IC lớn luôn các bác nhé. Hàng từ cái dây cáp này các bác nhìn, cực kỳ chất luôn ạ. Bo nguồn các bác nhé. Hàng rất là đẹp. Vệ nội thất bên trong rất là đẹp luôn các bác. Đều lọc tụ gốm hết các bác nhé. Đó. Ở đây thì em cũng vừa có quay các bác. Đây là điện thì các nước châu Âu thì thường sử dụng điện 110 thì có thể gạt cầu các bác nhé. Đó, gạt cầu sử dụng 110. Đó. Rất châu Âu. Thì với dòng này thì có input vào Canon này, 6 ly này, AV này, ra cũng như vậy các bác nhé. 3 đường ra, 3 đường vào. Đa số các mùa đều các mùa đôi đánh Sitel. Cũng có bác là lấy đơn, có bác lấy đơn thì về để cắt súp. Rất là tiện, nói chung là các bác nào không thích sử dụng cốt thì dùng những cái này về đánh cốt. Cắt rất là hay. Ở đây thì em còn hình như là 5 đôi, 6 đôi nữa là hết các bác. Số lượng về không được nhiều. Đều ở đây test đánh số hết các bác nhé. Đánh số hết, các bác mua em chỉ việc đấy thôi, vì căn bản test kiểm tra cho nó cân nhau thì bắt đầu mới gửi cho các bác nhé. Đều đánh số hết. Giờ này thì cũng gần 9 giờ rồi các bác ạ. Ngày thì chạy phòng hát này lắp cho các bác. Tối về nói chung là từ những đơn mà bác nào mà đặt từ khoảng 5 giờ chiều các bác nhé. 5 giờ chiều thì bên em sẽ không kịp gửi bên vận chuyển thì hôm sau bên em sẽ gửi. Như hai đơn này cũng vậy này, đều về Bình Dương hết này. Đó, hạ chép luôn này, hạ bát này. Đời chỉ là bạn cùng
sẽ quay cụ thể cho bác nhé. Ok, em cũng xin được phép test nhanh như vậy thôi. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em Zalo hoặc Facebook hoặc số điện thoại 0977434361 các bác nhé. Giờ này thì hai đôi này đã test ok rồi, sẽ đóng gói để sáng mai vận chuyển cho các bác thôi. Còn các bác nào mà kết thì có thể liên hệ sớm các bác nha, vì số lượng không có nhiều, hàng này cực kỳ hiếm, chắc một năm về được lần, không khéo là không có. Đó. Ok, em cũng xin được cảm ơn các bác đã tin tưởng và sử dụng những cái dòng sản phẩm bên em. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin được mến chào các bác.